Ok đúng không? Nên mà học nhanh, nói chung là bài này mình dạy anh em cũng dễ hiểu. Nói chung là cảm nhận bản thân mình áp dụng cái bài này thì mình cảm thấy rất là dễ. Tuy nhiên sẽ có lần bị fail nha. Mình sẽ lưu ý cho anh em một số lần bị fail. Thường là nó hay xảy ra trong những cái tin tức là chính. Fail là hay xảy ra trong tin tức lắm. Chứ còn bình thường là tỷ lệ nó chính xác cũng đến khoảng là 65% trở lên nha. Bản thân mình đã áp dụng và sử dụng cái volume này á thì mình cảm thấy nó là 65% trở lên, còn mà 35% còn lại thì nó sẽ là dựa vào rất là nhiều yếu tố. Ok chưa? Hôm nay là anh em học tới bài volume này. Ở đây cho mình hỏi anh em là anh em có anh em nào biết volume là gì chưa? Đây anh em nhìn trên màn hình này, đây là những cái cục volume này, đây gọi là khối lượng giao dịch trong một phiên, một cái cột của volume này tương ứng với lại một khung thời gian. Chẳng hạn như là hiện tại là anh em có thể nhìn thấy BTC mình đang để là khung H1, thì một cái cột này. Anh em ngày xưa có học bộ môn địa lý không? Ngày xưa anh em có học môn địa lý không? Ngày xưa anh em có học địa lý không? Cấp 2 á, học địa lý á, có cái biểu đồ hình cột á này. Có biểu đồ dạng cột á. Ngày xưa anh em có học địa lý không? Ngày xưa anh em có học địa lý không? Có hay không? Đây là những cái cục này người ta gọi là cục volume. Volume là gì? Volume là gì? Theo anh em nghĩ volume là gì? Đây, bật ra nè. Anh em nào mà chưa biết gài gài, gài cài volume thì đây là volume rồi nha. Anh em nào chưa biết cài volume thì bấm cái chữ volume nha. Đó, ghi chữ volume nè, nè. Nhìn trên rõ cho màn hình nha. Volume nè, thấy chưa? Còn cái volume profile là nó khác nha. Nó cũng là dạng volume luôn, nhưng mà mình xài volume này thôi, mình không xài volume profile bởi vì mình không có tiền. Mình mua bản pro đây là mình không có tiền, mình sử dụng volume profile. Mình nhà nghèo nên là mình chỉ sử dụng volume thôi. Đó, anh em nào mà chưa biết set volume là gì thì set cái chữ volume này nha. Xài mình chỉ xài cái volume này thôi. Mình không xài cái volume profile nha anh em. Bản thân mình không xài. Chứ mình không phải nói là volume profile dở. Ngay bản thân là mình bản thân mình không xài. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có tiền mua. Thế thôi. Ok chưa anh em? Anh em thấy rõ không? Thấy rõ không mình ơi? Anh em thấy rõ không mình cho mình để mình biết là anh em đã thấy rõ. Để mình lướt cho nhanh chứ không là tốn thời gian của anh em. Thấy rõ cho anh em. Ok. Mình nói không, nói thật á, mình không có tiền mua volume profile đâu mấy ông, mà mấy ông đừng có hỏi tôi xài volume profile không, tôi không có tiền. Đó, ok chưa? Đó là volume profile. Còn hiện tại là bản thân mình xài là mình xài volume. Chứ mình không xài volume profile. Còn lý do tại sao mình không xài volume profile đó là vì mình không có tiền để mua bản pro, nên là mình chỉ xài ba cái công cụ này thôi, là 3489 và volume hết rồi. Đôi khi mình xài thêm thằng RSI nữa, nhưng mà hiện tại mình đang ẩn RSI để dạy cho anh em cho dễ hiểu. Ok, hiện tại volume là khối lượng giao dịch trong một khung thời gian nhất định. Anh em có hiểu khối lượng giao dịch là gì không? Ở đây có anh em nào hiểu khối lượng giao dịch là gì không? Volume là gì? Volume là khối lượng giao dịch tại một khung thời gian. Ví dụ khung H1 thì thể hiện mỗi cột là một cây nến á. Này, ví dụ cho anh em dễ thấy nè. Anh em nhìn ra nha. Mỗi cột volume tương ứng với một cây nến H1. Được chưa? Thì nó thể hiện là trong trong cái khung thời gian này
sau khi giá đóng cửa thì nó thể hiện volume giao dịch như thế này đó, tổng lệnh mua lệnh bán trong trong một phiên đó, cho nó dễ hiểu. Nói một phiên thì nó anh em từ ngữ chuyên môn quá anh em khó hiểu, mình nói đơn giản là trong một khung thời gian thì anh em sẽ hiểu. Nói cho một phiên thì đôi khi người hiểu người không hiểu, thì một đâu phải là chỉ những anh em chuyên môn không đâu, còn những người mới nữa, là mình nói là khối lượng trong một phiên, trong một khung thời gian, ví dụ H1, H4, D, W, được chưa? Đấy, ví dụ như trên màn hình này anh em có thể nhìn thấy là khối lượng giao dịch của một cây nến, hay à, khi mà nó đóng cửa xong á thì nó sẽ hiện bằng cái volume mua bán nè, tổng tổng volume mua bán trong một khung thời gian, là khung H1, là vào thời điểm bao nhiêu, ví dụ như cái đoạn này là vào 15 giờ là gì, anh em thấy ở trên màn hình thấy chữ 15 giờ này không, anh em thấy không, anh em thấy thấy chữ 15 không, nè chữ 15 ở dưới màn hình này, thấy chưa? Tức là khi cái nến này đóng cửa vào lúc 15 giờ là nó kết thúc cái nến này, nó nhảy qua cái nến khác, thì nó thể hiện một cái cột volume, mà volume mua hoặc là volume bán tùy vào anh em sử dụng màu nha. Cái màu ở dưới đây hiện tại là mình đang sử dụng mặc định của sàn, được chưa? Chứ mình không, anh em muốn đổi màu cũng được, dễ lắm, anh em vào cài đặt nè anh em đổi màu, thấy không? Anh em thích anh em đổi màu nè, đổi hai màu nè, không thích màu xanh nữa điện chủ đổi màu khác, không thích thì đổi màu 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 khác nè, thấy không? Đổi màu vàng nè, thấy chưa? Chưa, cái màu này là tùy anh em sử dụng nha, cái màu này nó cái màu này nó không liên quan gì nha, cái màu ông nào thích màu xanh màu đỏ thì nó tùy anh em. Hiện tại là mình đang để mặc định của sàn luôn là màu xanh và màu đỏ để dễ phân biệt giữa mua và bán. Hiện tại ở khu H1 này, tại vị trí này thì anh em cho mình biết khối lượng giao dịch phe nào đang chiếm ưu thế. Đấy, hiện tại mình đang sử dụng volume mua và bán, màu thì mua thì xanh, bán thì đỏ. Mình hỏi anh em nè, đây câu hỏi, tại thời điểm này thì khi mà nó đóng đóng đến á thì anh em cho mình biết phe nào đang chiếm ưu thế trong cái phiên này, trong cái khung thời gian này đó, thấy không? Hỏi vậy cho anh em dễ hiểu, mình sử dụng từ ngữ chuyên môn quá thì anh em sẽ không hiểu đâu. Đấy, không có phi long, không có phi long gì hết đó, mình đang mua hỏi là mua và bán thôi chứ không có long sọt nha, được chưa? Giữa phe mua và phe bán hiện tại là phe mua đang chiếm ưu thế, được chưa? Thể hiện bằng màu xanh, ok chưa? Thì trong cái phiên này á nó sẽ có lực mua và lực bán, tuy nhiên sau khi nó kết thúc phiên thì phe mua nó chiếm ưu thế hơn so với phe bán, thì mình hiểu rằng tại thời điểm đó phe mua đang chiếm ưu thế, ok chưa? Thể hiện bằng một cột volume xanh, được chưa? Đó, chỉ cần hiểu đơn giản thôi, anh em hiểu từ từ, anh em đừng có hiểu vội quá, anh em chỉ cần hiểu thôi. À, thời điểm này 15 giờ này chuẩn bị đóng đến này đó, ví dụ mình ví dụ này, ví dụ thực tế cho anh em thấy này, hiện tại anh em có thể quan sát trên, hiện tại là 19 giờ 57 phút, đúng không, đúng không, anh em thấy không? Hiện tại là 19 giờ 57 phút, 57 phút còn 3 phút nữa là đóng đến, đúng chưa? Anh em có thể dự đoán là phe nào đang chiếm ưu thế. Đấy, nhìn trên màn hình nha, ai anh em nhìn thấy không, 19 giờ 58 phút, tức còn 2 phút nữa sẽ đóng đến cây nến này, đúng không? Và khi nó đóng đến cây nến này thì nó thể hiện khối lượng giao dịch tại thời điểm này đó là 20 giờ, ok chưa? Còn 2 phút nữa làm sao biết phe mua hay phe bán mấy ông, còn 2 phút nữa mà, lỡ 2 phút nó quật ngược sao? Anh em nhớ nha, lưu ý nha, phải đóng nến nha thì anh em mới biết được là khi nào đang chiếm ưu thế, được chưa? Còn 2 phút nữa sao mà biết được, 30 chưa phải là Tết đâu, ok chưa? Dễ hiểu không, dễ hiểu không? Ví dụ thực tế luôn nè, hiện tại là 19 giờ 58 phút, còn 2 phút nữa là 20 giờ. Đấy, khi mà 20 giờ cây nến hiện tại H1 và đóng cửa thì nó sẽ thể hiện bằng một cột volume. Cột volume này thể hiện khối lượng giao dịch tại thời điểm là từ 19 giờ cho tới 20 giờ. Được chưa? Và nó sẽ đóng đến bằng một màu. Màu này thì mặc mặc à, màu này thì anh em tùy chọn.
bản thân mình thì xài mặc định thôi, thì mình cho dễ, xanh là mua, đỏ là bán. Đấy, hiện tại mình nhìn thấy là phe mua đang chiếm ưu thế bởi vì đóng nến với một cái cột volume xanh, ok đóng nến mới nhận định được chính xác, còn chưa đóng nến 30 chưa phải là Tết đâu, nên là anh em đừng có vội vàng mà đưa ra quyết định nha, phải đóng nến, nhớ cho kỹ nha. Nhưng có trường hợp volume phe mua chiếm ưu thế trong khi nến rút râu dài phía trên bán áp đảo, cái đó bạn đừng có quan tâm, cái đó bạn cứ từ từ bạn à, mình nói bạn nghe nè, bạn học cái gì thì bạn học cái đó, bạn đừng học cái A mà bạn nhảy qua cái C. Mình hiểu ý của bạn, tuy nhiên một số anh em người mới người ta sẽ không hiểu ý của bạn, nên là mình đang học cái A thì bạn hãy học cái A, còn người bạn học cái C, cái D, cái F đó là quyền của bạn. Trong khi người ta mới, tôi có một số bạn người ta rất là mới, người ta không hiểu volume là gì thì người ta muốn học cái A, còn bạn học giỏi rồi học cái B, cái C, cái D đó là quyền của bạn, ok chưa, đó là quyền của bạn, mình hiểu ý của bạn, tuy nhiên một số anh em người ta sẽ không hiểu ý của bạn là gì. Mình đang dạy cái A thôi thì bạn chỉ cần biết là mình đang truyền tải cho tất cả mọi người biết là tôi đang học cái A, còn cái B, cái C, cái D, cái F gì đó đó là chuyện của tương lai, khi nào tới bài đó tôi sẽ quay lại, sau đó tôi tổng hợp lại tất cả những yếu tố mà những cái bài mà mình đã dạy lại thành một cái phương pháp, được chưa? Hiểu không, anh em hiểu không, nên là ông tài giỏi thôi thì ông ngồi im ra cho người khác học, người ta chưa biết gì hết á, ông đừng có nhảy cấp. Chưa, mấy ông tài lanh quá, mấy ông tài lanh quá, ông tài lanh thì ông vô ông trade đi, lanh chanh lấp chấp mấy thằng lanh chấp chắc cũng được nghĩa địa gì hết á, hiểu không, nên là anh em người mới á thì anh em nên học cái A thì hãy biết cái A đi, còn cái B, cái C, cái D á sẽ có một ngày riêng, 1 đến 2 ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 4 ngày gì đó mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái gì mình đã dạy cho anh em từ cơ bản đến nâng cao, sau đó tổng hợp ra một cái phương pháp giao dịch luôn, tổng hợp ra tại sao tôi cho được cái kèo ngày hôm đó, lý do gì tôi cho được cái kèo là long giá này, đúng không, SL chỗ này và TP chỗ này, được chưa, và những dấu hiệu gì để tôi tìm ra được cái tín hiệu là cho long cái chỗ đó, đúng không, ok chưa. Ok anh em, ok thì anh em cho một một comment nè. Ok chưa? Đấy, nên là cái gì cũng phải từ từ. Chưa học bò mà nó học chạy, nó sẽ làm ảnh hưởng tới những anh em khác. Nên là anh em vui lòng học cái gì thì mình biết cái học ngày hôm nay thôi. Còn mình biết là có rất là nhiều anh em người ta rành, rất là rành. Hiểu không? Nên là mình những anh em mà đã rành rồi thì thôi, có thể ngồi yên một bên, nghe gì nhường chỗ cho những anh em khác. Ok chưa? Tại vì một số anh em khác người ta đâu có hiểu volume là gì đâu, người ta đâu có biết volume áp dụng như thế nào đâu, còn bạn bạn biết volume là gì thì cái đó là quyền của bạn, bạn ngồi riêng bên đi để anh em khác học, ok chưa, tiếp nha. Rồi ok đấy, anh em thấy không, hiện tại là đang là 20 giờ và anh em cho mình biết là cây nến hiện tại đóng với khối lượng như thế nào, đấy khối lượng như thế nào, khối lượng thì nó sẽ có gì lớn và bé và trung bình, đấy anh em có thể quan sát thấy là
Cái nến BTC đóng vào nếu vào lúc 20 giờ này có khối lượng như thế nào? Đấy. Không, khối lượng như thế nào? Khối lượng như thế nào thì nó sẽ có ba loại. Một là lớn, hai là trung bình, ba là nhỏ. Thì từ những cái yếu tố đó, anh em có thể nhận định được là tăng, nhưng mà tăng nó bé quá. Tăng nó bé quá. Hiểu không? Tăng nó bé thì sao? Thì cái khi mình vào lệnh thì nó cũng hơi ré, để từ cái bé đó mình cân nhắc mình đi volume như thế nào. Được chưa? Đấy. Đó. Đấy. Nó trong cái bài volume này nó có rất là nhiều cái rất là hay mà anh em không hề biết đâu. Nhưng mà mình sẽ dạy anh em ở một cái level là vừa phải thôi. Những cái level cao hơn thì mình sẽ không dạy. Bởi khi mình dạy ra mấy cái leader nó ăn cắp xong mà nó ra mở khóa học nó lù gà. Nên là mình đầu tiên là mình xin lỗi anh em trước nha. Thì mình sẽ dạy ở một cái level mà anh em sẽ cảm thấy anh em áp dụng được, vẫn kiếm được tiền. Nhưng mà level một cái level cao hơn thì mình xin phép là không dạy nha. Tại vì có mấy cái leader nó bố láo lắm. Nó vừa ăn cắp kẹo mà nó còn vừa mở khóa học mà nó, nên là mình mở khóa học tăng cấp kiến thức của mình nó đi lù gà, là mình xin phép là mình chỉ dạy anh em ở cái mức độ đó là vừa phải và có thể giúp anh em kiếm được tiền nha. Ok chưa? Đấy, ok, anh em trả lời đúng chính xác, đó là khối lượng trung bình. Đấy, tiếp này, tiếp câu hỏi này, khi mà khối lượng trung bình như thế này thì anh em có nhận định gì vào và anh em có nhận định gì cho BTC? Đấy, tức là anh em muốn BTC lên nữa hay là BTC xuống nữa với khối lượng giao dịch, với khối lượng volume như thế này, thì anh em nhận định là với cái khả năng volume được đóng đến như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ lên nữa đấy. Tuy nhiên là nó sẽ rất là bé, rất là yếu, bởi vì volume cũng chả có vượt trội gì cả. Nên là mình nhận định đó là nó sẽ có lên nữa, tuy nhiên là nó lên không quá mạnh. Đấy, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu hiểu cái cách mình nhận định cho anh em không? Hiểu cách mình mới vừa tập nhận định cho anh em không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Alo alo alo. Anh em nghe này, anh em nghe cái cách mình nhận định này xong anh em tập. Hiểu không? Anh em từ từ, anh em phải nghe cách mình nhận định cái đã. Sau đó anh em bữa sau anh em gặp trường hợp như thế anh em nhận định là bữa trước là tôi có học ổng nè. Tôi thấy đúng nè. Thôi, bây giờ mình nhận định là mình muốn long. Tuy nhiên là với cái volume như thế này thì mình sẽ vào một số tiền vừa vừa thôi, thay vì mình đi bao nhiêu tiền đó thì mình không tự tin. Với cái volume giao dịch như thế này, với cái khối lượng giao dịch như thế này thì mình đi cái số tiền như thế này là đã hợp lý rồi. Ví dụ như 100 đô thôi mình đi 30 đô là hợp lý rồi, bởi vì thứ nhất là mình nó cũng chưa vượt trội hoàn toàn, thứ hai là những cái yếu tố khác nó kết hợp lại nó cũng chả giúp mình tăng cái tỷ lệ chính xác lên. Nên là mình cảm thấy là với một bình thường là mình hay đi 100 đô thì lệnh này mình đi khoảng 30 đô là hợp lý. Đấy, trường hợp rủi ro xảy ra thì cùng lắm mình mất một số tiền nhỏ trong 30 đô thôi, đỡ hơn mình mất một số tiền trong 100 đô. Anh em nghe rõ không? Alo alo, sao có người bảo là không nghe, không nghe, có tiếng không nghe là do bên wifi bên bạn á, bạn kiểm tra lại wifi của bạn nha. Đấy, quay lại bài này, quay lại cho anh em dễ tập trung vấn đề này. Đấy, mình tập anh em nhận định này. Đầu tiên là sau khi 20 giờ đóng đến, tôi thấy cái khối lượng mua tại vị trí lúc 20 giờ bình thường ở mức trung bình thôi. Chưa? Ok chưa? Thì với cái khối lượng trung bình như thế này và nến đóng như thế này, thì ít bữa mình sẽ học bài nến rút chân rút râu. Được chưa? Thì mình sẽ kết hợp giữa nến rút chân rút râu và volume, thì mình cho nhận định là với bản thân mình nha, hiện tại đây là nến rút chân, anh em nhìn thấy nến, anh em nhìn thấy rõ nến là nến rút chân không, bởi vì nó rút ở chân dưới khá là dài này, thấy không anh em, rút chân nè, đó nến rút chân dưới nè, ha, râu trên bé, râu dưới dài, được chưa, râu trên bé chân dưới dài gọi là nến rút chân. Từ từ bạn 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 cá cơm bạn, từ từ bạn à, bạn đừng có vội 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 vội
bạn đừng có vội vàng. Khi nào tới phần câu hỏi rồi mình sẽ trả lời bạn câu đó, được chưa? Nó có rất là nhiều vấn đề, nên là cái từ từ cũng đi đi từng bước, mình đang dạy anh em đi từng bước mà, anh em đừng có nhảy. Nhảy là ít bữa mình hỏi anh em không nhớ được gì đâu, được chưa? Ok chưa? Đây là nến rút chân đúng không, kết hợp với volume vừa phải thì mình nhận định là có khả năng sẽ lên tiếp. Với cái nến H1 như này có khả năng sẽ lên tiếp, tuy nhiên lên không mạnh, bởi vì sao? Bởi vì khối lượng giao dịch hiện tại cũng không phải là áp đảo quá, tức là phe mua nó không chiếm thế 100% hoàn toàn, nhưng mà nó nằm ở mức độ là vừa phải thôi, nằm mức độ trung bình thôi, thì mình dự đoán khả năng nó sẽ lên tiếp đấy, được chưa? Vậy việc tiếp theo của mình là gì? Xác định được cản gần nhất. Cản gần nhất có phải là gì? Quay lại bài học kháng cự hỗ trợ không, đúng không? Học bài kháng cự hỗ trợ đây có phải là cản gần nhất không, đúng không anh em? Đúng không? Mình dự đoán là gì? Nó sẽ tăng tiếp, tuy nhiên với khối lượng giao dịch như thế này thì bản thân mình nhận định nó sẽ lên, nhưng mà lên rất là ít, được chưa? Vậy việc tiếp theo của chúng ta là gì? Xác định vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ tiếp theo, được chưa? Thì quay lại cái bài học đầu tiên, đó là bài kháng cự và hỗ trợ ngang, thì tôi xác định kháng cự như thế trên hình là đúng hay sai? Đấy, quay lại cái bài học đầu tiên đúng không, là bài kháng cự và hỗ trợ đúng không? Sau khi tôi nhận định là volume giao dịch như thế này thì nằm ở mức trung bình, tôi dự đoán là nó sẽ lên nữa, BLC sẽ lên nữa, tuy nhiên khối lượng nhà này cũng khá là bé, thì việc tiếp theo là gì? Mình nghĩ là nó sẽ lên test cản lại một lần nữa, được chưa? Thì việc tiếp theo của mình là gì? Tìm kháng cự và hỗ trợ gần nhất, ok chưa? Trên màn hình tôi xác định kháng cự như thế đúng hay sai? Đấy, ở trên màn hình thì anh em có thể thấy là kháng cự nó bao gồm hai, nó có phải là vùng kháng cự ngang và EMA 89 không, đúng không? Thì vậy khi mà kết hợp giữa EMA 89 và kháng cự ngang thì nó gọi là gì? Kết hợp giữa EMA 89 và kháng cự ngang gọi là gì? Hợp lưu. Còn nhớ bài đấy, được, chính xác, chính xác, chính xác, nhớ bài đấy, tốt, rất tốt, được, chính xác, chính xác. Ha, nó giống như cái bài ví dụ bữa mình ví dụ cho anh em đó đúng không, là gì? Bẻ một cây đũa thì dễ, nhưng mà bẻ rất là nhiều cây đũa lại cùng một lần thì nó rất là khó, đúng chưa? Ok, đấy. Tiếp theo nha, tiếp theo này, mình chưa nói về vấn đề phân tích đa khung nha. Cái phân tích đa khung nữa mà là cái yếu tố quan trọng này, mình sẽ đang dạy dạy lý thuyết sơ cho anh em hiểu trước thôi, nha. Đó là volume mua thì volume bán thì ngược lại thôi. Volume bán nè, mình sẽ lấy volume bán đây, chẳng hạn như chỗ này, đó là volume mua nha. Còn đây volume bán, volume bán thì thể hiện thì bán đang chiếm ưu thế hoàn toàn, ha. Mình khó đánh những cái cục volume như thế này nè, mình rất là thích đánh những cái cục volume như thế này nha, rất là thích luôn, cực kỳ thích luôn. Mà cái cây nến này là cây nến Ratin nè. Hồi trước mình kêu anh em mà đi theo phe nào thì xào đi theo đó, mà anh em không nghe là mình sọt thì chịu thôi đó. Cho mình hỏi anh em, cây nến này thể hiện cái gì và cục volume tương ứng với nó thể hiện điều gì đó? Cây nến này thể hiện điều gì và cục volume này thể hiện điều gì? À, mình sẽ cho anh em học những thứ đơn giản nhất mà hiệu quả cao nhất, lên top top nghe mấy thầy phán thời 2020 này, 2022 này, ai mà xài bài volume này, người ta phải xài volume profile các kiểu các kiểu. Ôi giời ơi, đấy, đây là cái câu hỏi cực kỳ dễ luôn á. So với những cái cục volume mà nó xem nhau á, thì cái cục này á là cái cục cực kỳ dễ mà anh em có thể nhận ra được, đúng không? So với những cái cục như thế này nè thì anh em rất là khó nhận ra này, đó, rất là khó nhận ra này, thấy không? Còn những cái cục volume bự như thế này thì anh em nhận ra quá dễ dàng luôn,
đúng không? Thể hiện như vậy, phe bán đang chiếm ưu thế với khối lượng giao dịch cực kỳ cao, thấy không? Khối lượng giao dịch cực kỳ cao nè, bởi vì nó thể hiện mỗi cục volume xả to đùng nè, thấy chưa? Đóng đến nữa nè, to đùng đúng không? Thì anh em có thể nhận ra là xu hướng hiện tại là xu hướng gì? Đó, trả lời đây, dựa vào volume như thế này và nhìn vào cái nến như thế thì anh em có thể nhận biết được là hiện tại phe nào đang chiếm hoàn toàn. Đó. Đúng chưa? Anh em có thể nhìn vào volume để anh em có thể được xác định được xu hướng không mà. Đúng không? Anh em có thể nhìn dựa vào volume anh em xác định được xu hướng. Hoàn toàn bình thường. Đúng chưa? Khối lượng bán lớn, đúng không? Thì anh em hoàn toàn biết là phe xu hướng giảm rồi, được chưa? Là anh em nào cũng kêu xu hướng giảm này, chính xác. Vậy xu hướng giảm thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Long lên đúng không? Long lên entry xong mình sọt xuống. Đúng không? Đúng anh em, với khối lượng giao dịch, với khối lượng xả lớn như thế này, với khối lượng xả lớn như thế này thì có phải là mình sẽ long lên xong mình sọt xuống không? Đúng không? Hợp lý không? Long lên mình sọt xuống. Trời ơi. Đâu, thật ra là long lên sọt xuống mới đúng. Anh em có coi cái vụ anh em ngày hôm qua anh em có nghe cái clip mà chồng 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 chặt hai tay vợ chưa? Đó, là long lên là sọt xuống là dạng dạng vậy á. Nó có vụ án là gì? Chồng chặt lìa hai cánh tay vợ, đó là tưởng tượng là long lên là sọt xuống á, là vậy á. Anh em còn tỉnh á, thật ra là mình chỉ thử anh em thôi, mình chỉ thử anh em thôi chứ thật ra cái này là mình phải hồi sọt, nhưng mà thật ra những cái đoạn như thế này á, thì anh em chờ hồi lên sọt là nó khó lắm, nó khó lắm, tức là anh em mong muốn là gì, nó sẽ hồi lên test lại MA đúng không, hồi lên test MA ít nhất là chỗ này là MA89. MA89 công dụng nó là gì anh em? MA34 và MA89 nó công dụng nó là gì? Nhắc lại cái kiến thức cũ một xíu ấy. Đầy đủ ý nha. Đầy đủ ý nha anh em. Phải đầy đủ nha. Công dụng của MA34 và 89 là gì? Phải đầy đủ ý nha. Có nhiều ông trả lời không đầy đủ, chỉ có một ý thôi. À, có rất là nhiều bạn trả lời chỉ là một ý thôi. Đó, chỉ là một ý thôi. Yeah. Phải là kháng cự và hỗ trợ động mới gọi là chính xác hoàn toàn, còn những anh em trả lời kháng cự động là chỉ là thiếu, chỉ là mới đúng 50% thôi, kháng cự và hỗ trợ động đúng không? Đối với những anh em á, là anh em sẽ chờ lên test lại đường MA đúng không, tức là cái như cái ví dụ trong hình này là anh em sẽ chờ mong muốn là test lên MA89 và anh em sọt xuống, đúng chưa? Mong muốn của anh em là chờ hồi lên MA89 hoặc là MA34 để anh em sọt xuống thuận theo cái âm volume đang xả mạnh này, đúng chưa? Mong muốn có phải là bây giờ mình hỏi anh em là tất cả anh em ở đây đều mong muốn là sọt ngay vùng cản, chả thằng nào mà đi sọt ngay giữa lưng chừng đèo cả, đúng không? Nó đang hỏi mình, hỏi chính xác tâm lý của anh em luôn này. Ở đây này 100% anh em đều mong muốn là gì? Tôi sọt ngay vùng kháng cự, vùng cản, đó là vùng kháng cự, hoặc là tôi lâm tại vùng hỗ trợ. Chả có thằng nào dại dột mà đi kêu là tôi sọt ngay giữa lưng chừng đèo, đúng không? Đúng tâm lý của mấy ông chưa? Đó là gì? Ông nào cũng kêu là tôi lên cản tôi sọt, thì dù sao tôi SL nó cũng rất là ngắn, tôi xuống hỗ trợ tôi long, dù sao tôi SL cũng ngắn. Đúng là tâm lý của tất cả anh em ở đây không? Thì dựa vào cái hình hiện tại này, có phải là anh em mong muốn là gì? Hồi lên cái chỗ màu màu đường màu vàng này, tức là MA34, sorry anh em, MA89 và hồi lên đường màu xanh này, MA34, tức là hai điểm đó là vùng 21.700 cho tới 22.000 để anh em đánh xuống, đúng chưa? Đúng chưa? Đúng tâm lý của mấy ông không? Tôi trải qua tâm lý của mấy ông rồi, tôi thừa biết. Thì bản thân tôi là cũng là đi từ anh em đi lên chứ đi đâu, đúng không? Anh em như vậy ai cũng chả muốn, ai cũng muốn vào entry đẹp cả, để sao để khi vào lệnh thì nó xanh luôn, chứ chả ai muốn gồng lỗ cả, đúng không?
ai anh em vào lệnh ai cũng muốn là vào lệnh xong rồi nó xanh luôn, chứ chả thằng nào mà muốn vào lệnh xong rồi ngồi tổng lỗi thí mẹ luôn, đúng chưa? Đó là tâm lý chung của tất cả anh em, đúng không? Tuy nhiên anh em sai ở một cái vấn đề này này. Tại sao anh em sai? Anh em biết lý do tại sao anh em sai không? Anh em biết lý do tại sao anh em sai khi anh em chờ lên hai cái vùng đó không? Có một vấn đề là anh em sai khi anh em chần chừ sọt mà anh em lại chờ lên cái vùng đó. Chính xác. Up trên này trả lời chính xác này. Volume xả to quá không lên nổi. Mình đang học cái bài gì? Volume. Mình vừa hỏi anh em xong luôn á, là anh em nhìn cái cây volume này thì anh em nhận biết là volume như thế nào đấy. Hồi nãy mình mới vừa hỏi anh em cái cục volume này, mình mới vừa hỏi anh em cái cục volume này xong thì anh em trả lời là volume trung bình, đúng không? Hồi nãy mình hỏi anh em là cục volume này như thế nào thì anh em trả lời là volume trung bình đấy. Thì bây giờ mình qua bên này, volume to, volume xả to. Xả to thì xu hướng giảm, xu hướng giảm xả rất mạnh như thế này thì cái tỷ lệ hồi lên hai cái vùng như anh em mong muốn nó chỉ là khoảng 2 đến 30% thôi, đúng chưa? Mình mới vừa hỏi anh em xong ở phần cái phần ở ở phần này này, ở cái phần lúc 20 giờ này mình hỏi anh em là cột volume này như thế nào, anh em trả lời là volume trung bình anh ơi. Đấy, thấy không? Sau đó mình sẽ quay lại mình so sánh cái cột volume hiện tại, mình hỏi anh em volume như thế nào, anh em volume xả mạnh lắm anh ơi, thấy không? Giữ cột một cột volume mua ở mức trung bình và một cột volume xả cực kỳ to thì anh em có sự so sánh chứ, đúng không? Đúng không? Một thằng thì tăng nhưng mà volume mua ở mức trung bình à, thì làm sao mà nó tăng mạnh được, đúng không? Nó cùng lắm là sideways, được chưa? Còn một thằng xả cực kỳ mạnh mà mấy ông chờ bắt entry đẹp tại hai vị trí đó, nói chung là ai cũng có nhu cầu bắt entry đẹp cả, chứ giống như là ai cũng có nhu cầu làm đẹp, tất cả những người phụ nữ đều có nhu cầu làm đẹp, được chưa? Rồi tất cả những người đàn ông đều có nhu cầu làm đẹp, ok chưa? Thì mấy ông bắt entry đẹp thì tôi cũng thích bắt entry đẹp vậy, đúng không? Tất cả anh em ở đây ai cũng muốn bắt entry đẹp, bản thân mình cũng muốn anh em phải bắt entry đẹp, đúng không? Ở tâm lý chung rồi, tuy nhiên anh em phải dựa vào volume để anh em nhận 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 ra là cái kỳ vọng đó của anh em nó rất là thấp và nó rất là khó xảy ra, không phải nó không xảy ra nha, nó rất là khó xảy ra, nó chỉ xảy ra cũng rơi vào khoảng 20-30% thôi. Tức là anh em kỳ vọng những cái entry đó thì nó nằm ở rơi vào khoảng 20-30% nó mới lên được thôi, chứ bình thường là nó đi luôn, nó đi luôn. Tại sao mà ngày hôm mà đánh new á, tại sao mà ngày hôm mà đánh new á mình call trong group bộ túc á là short on, short on bắt két luôn, sọt tất cả bắt két luôn, có con nào để ra sọt hết. Ngày hôm đó là bộ túc ăn cực kỳ lớn, mình kêu cứ sọt thì nhắm mắt sọt đại để ít 20-30 thôi, bây giờ anh em sợ sợ ít là xa đúng không, thả cái lại ít 20 cho nó chạy. Ngày hôm đó ăn cực kỳ lớn, mà trong khi đó ngày hôm đó mình đã cảnh báo anh em trước là gió chiều nào đi theo chiều đó, anh em sợ thì anh em có thả một lại ít 20 thôi cho nó chạy, cùng lắm mình đi CA, mình xác định được cái SL rồi thì mình cứ vô, cùng lắm mình đi CA tối đa hai lệnh cho một kèo xong, sai thì SL mà đúng thì mình ăn tiền. Nhưng mà mình đã phân tích được với cái volume xả mạnh như thế này, với volume xả mạnh như thế này đúng không, cộng thêm cái bài học mà hôm bữa mình dạy anh em là MA34 và MA89, giá hiện tại cây nến này đang nằm ở đâu, vị trí nào, trả lời giá hiện tại cây nến mà mình đang chỉ cho anh em á đang nằm tại vị trí nào và xu hướng gì. À, cái nến này nè, cái nến mà đang chỉ nè đó, giá hiện tại nằm như thế nào và xu hướng gì, áp dụng đi đó. Mình học mình đã dạy anh em bài MA rồi nha, anh em nào mà kêu chưa học là chịu luôn á, mình đã dạy anh em bài MA34 và 89 rồi, thì bây giờ mình ôm lại kiến thức thôi. Cây nến này đóng nến như thế nào đó, dưới đường MA34 và 89 đúng không, xu hướng gì, xu hướng giảm đó, đầy đủ. Em thấy cây nến này hiện tại lực xả mạnh thể hiện qua một khối lượng giao dịch lớn, được chưa? Hai, nến đóng dưới đường MA34 và 89 cho xu hướng giảm. Ba, từ hai yếu tố này mà cái yếu tố thứ hai là yếu tố quan trọng nhất là yếu tố volume. Khi volume xả mạnh như thế này thì việc
hồi lên hai vùng kẽ như ban đầu là MA34 và MA89, rất thấp, tỷ lệ hồi lên rất thấp. Được chưa? Kết hợp những cái yếu tố này lại với nhau, mình đưa ra quyết định sọt. Lý do sọt: một, giá nằm dưới 34 và 89, xu hướng giảm; hai, volume xả cực kỳ mạnh, volume xả cực kỳ mạnh, riêng cái volume xả cực kỳ mạnh này đã đủ yếu tố đưa ra quyết định là sọt rồi nha nè. Riêng cái ông nội này thôi mà volume xả cực kỳ mạnh như thế này thì đã đủ yếu tố là quyết định là sọt rồi. Mình chưa nói cái vấn đề là mô hình đến đảo chiều hay là mô hình gì nha. Này, đây mô hình đến đảo chiều nè, mô Evening Star này đó, 1, 2, 3 này, ba cái nến này nè đó. Mình chưa nói về vấn đề mô hình Raption nha, mình chỉ cần biết một cái nến này thôi. Cái nến này gọi là cái nến nhấn chìm giảm, được chưa? Nó nhấn chìm toàn bộ cái lực mua trước đó luôn, và nó thể hiện bằng một lực volume xả mà một cái nến xả cực kỳ mạnh như thế này. Thì riêng cái yếu tố volume này thôi, bản thân mình thật ra mình có kinh nghiệm rồi thì mình chẳng cần quan tâm tới việc nó nằm ở dưới MA hay là trên MA tại thời điểm này luôn, là mình kêu sọt là anh em sọt thế thôi. Một yếu tố duy nhất này thôi, đôi khi nó sẽ có phách, nó có sẽ có những cái điểm phách phách giả, tuy nhiên là nó sẽ nằm ở khoảng 30%. Còn thông thường bản thân mình đánh dựa vào cái cục volume như thế này thì tỷ lệ thua cũng khá là thấp, tuyệt đối 100% thì không có đâu, nhưng mà tỷ lệ thua khá là thấp nha. Còn thấp hay cao thì bản thân anh em là người đánh chung kèo với mình thấy những lần mình đánh như thế này thấp hay là cao, tự anh em là người đánh giá, bản thân mình không hề nói, không cần phải phô trương làm gì. Bởi vì bản thân những cái lần mà mình đánh như thế này á thì mình đều share cho anh em cả, chứ mình không hề đánh một mình, sau đó mình sẽ lên mình sao lên channel mình gáy đồ này kia cái thứ, không hề nha. Những lần mà mình đánh như thế này là mình đều hú anh em cả và anh em đều ăn chung, tin hay không là quyền của anh em, ok chưa? Còn cái cây nến này á, mình có ăn hay không và anh em có ăn được hay không thì anh em là người biết. Công là nói mình chém gió rồi này kia cái thứ, thật ra là cái đoạn này là cái đoạn new nè, đoạn xe hộp CPI này đấy đó. Đối với cái yếu tố như thế này thì anh em cứ auto short, volume xả cực kỳ mạnh như thế này là auto short, không có nhiều, ok chưa? Hiểu không anh em, hiểu vấn đề không? Anh em nào hiểu thì comment hiểu nha, còn không hiểu thì không, mình không hiểu nha. Hiểu không anh em? Nói chung là anh em để mà học cao siêu hơn về cái thằng volume này thì mình không dạy đâu, mình không nói rồi. Để mà áp dụng cái tiếp đơn giản nhất mà anh em có thể kiếm được tiền từ những cái cột volume như thế này thì anh em chỉ cần hiểu nắm nắm rõ cho mình một một là volume xả to thể hiện phe nào đang áp đảo. Ví dụ xả như thế này là phe 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 xả đấy, tức là phe sell đang áp đảo đúng không, thì mình sẽ đánh xuống. Ngược lại khi mà phe mua lớn thì mình sẽ đánh lên. Đây như ví dụ như thế này nè, à, volume xả lớn nè, thấy không, trước đó là khu vực này volume xả nó bé, volume đi ngang nè nè, nhìn nè, thấy chưa, volume đi ngang nè, một một chùm volume xả lớn nè, thấy chưa anh em, thấy không? Nến lúc này nằm như thế nào, nến lúc này nằm như thế nào anh em nhìn trên màn hình đấy, nến lúc này nằm như thế nào, nằm tại vị trí nào và xu hướng là gì đấy. Chỉ cần trả lời những câu hỏi đơn giản như thế thôi, anh em mới học cao siêu làm mẹ gì. Thật mấy ông bỏ tiền 3-4 ngàn đô mới học cao siêu profile cái kiểu rồi nhức đầu, tốn 3 ngàn mấy trăm đô mà chả hiểu mẹ gì, áp dụng không ra tiền cũng học làm gì. Bây giờ tôi dạy mấy ông free này, mấy ông áp dụng được, mấy ông kiếm được tiền thì mấy ông mừng cho mấy ông. Còn mấy ông áp dụng mà không kiếm được tiền cùng lắm em mất tiền, mà mấy ông mất tiền trải nghiệm mất kép,
còn đỡ hơn là mấy ông mất tiền học phí, học phí đóng vô kia mà chả hiểu được mẹ vậy, đúng không? Ok không? Đó bây giờ mình anh em chỉ cần trả lời cho mình đơn giản như thế này thôi. Volume tại thời điểm này như thế nào và giá tại thời điểm này nó nằm ở vị trí nào? Từ đó đưa ra kết luận là xu hướng gì? Và mình đánh ưu tiên đánh lên hay đánh xuống. Đấy. Hiểu không? Anh em chỉ cần trả lời những câu hỏi đơn giản vậy thôi. Anh em lấy giấy ghi lại đi. Đúng không? Anh em có lấy giấy ghi lại thôi. Đúng không? À, em thấy này, volume tại 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 cái khung này này nó tăng, tức là volume mua nó tăng. Thứ hai là nến nằm trên MA34 và MA89 nữa, mà nến phun lực nữa thì hiện tại là phe mua đang áp đảo thì em ưu tiên chỉnh xuống nằm lên và em tìm được SL rồi. À, SL của em là nằm dưới MA34 và 89 hoặc là hỗ trợ gần nhất. Hết, nó đơn giản vậy thôi. Ok chưa? Đôi khi cái chỗ này thì anh em khó nhận ra này, đôi khi chỗ này anh em khó nhận ra, để mình tìm cái chỗ nào dễ hơn nha. Mình sẽ tìm đoạn nào dễ hơn cho anh em. Sau khi cái đoạn này thì anh em khó nhận ra, bởi vì anh em đang bị lấn cấn bởi cái volume này. Được chưa? Mình sẽ tìm cái đoạn nào nó dễ hơn cho anh em, giống như cái thằng này. Đây này, đôi khi cũng bị lừa nè, thấy không? Thấy bị lừa không? Này, đây là một vài trường hợp bị lừa nè, không nói nè. Một vài trường hợp này bị lừa này thì chấp nhận SL thôi. Chấp nhận SL tại ví dụ như anh em long chỗ này SL, em biết lời dưới 89 thì nằm chỗ này cũng khá là ngắn so với anh em SL tút cái đây. Được chưa? Tức là mình dạy anh em bảy SL đó. Cùng lắm ông lỡ long chỗ này thì ông SL dưới 89 nè, lại ông SL. Được chưa? Một vài trường hợp nó sẽ bị lừa. Đây. Đây cho dễ nè. Đó, thấy chưa? Thêm độ này không? Không phải một chuẩn 100% nha. Mình nhắc lại nha, bài volume này không phải chuẩn 100%, đôi khi sẽ bị lừa. Nhưng mà tỷ lệ lừa nó rất là thấp, nó chỉ rơi vào khoảng 20 đến 30% thôi. Còn 70% là 60 đến 70% đa phần là ok. Được chưa? Rồi, thấy rõ không anh em thấy rõ không? Xong câu hỏi, xong cái phần mình, xong cái ví dụ này là xong lý thuyết, hết lý thuyết rồi đó nha. Rồi mấy ông muốn hỏi gì hỏi. Volume thực ra nó đơn giản vậy thôi, những cái phần xa xôi đó mình không có chỉ, nhưng mà mình chỉ những cái tip đơn giản ngắn gọn nhưng mà anh em áp dụng kiếm được tiền. Ok chưa? À, bây giờ anh em nhìn cho màn hình này giúp mình này. Đầu tiên là anh em cho mình biết là volume tại vị trí này như thế nào. Đấy. Thì xem volume ông trai khung nào thì ông xem khung đó. Khung bé thì nó nhiều hơn. Khung bé thì nó nhiều hơn. Nói chung là tới cái phần hỏi đáp đó thì anh em cứ từ từ hỏi để mình dạy xong cái phần này, dạy xong cái chỗ này cái đã rồi rồi anh em kết thúc bài volume là anh em muốn hỏi gì hỏi. Ok chưa? Và anh em cho mình câu câu hỏi câu trả lời này. Volume hiện tại tại vị trí mình khoanh tròn á là volume như thế nào? Volume như thế nào? Đấy. Đấy, ok chưa? Volume như thế nào thì nó có ba loại, một là lớn, hai là bé, ba là trung bình. Để từ đó mình đánh giá được là bạn thằng nào đang áp đảo. Thế thôi, hiểu chưa? Nhắc lại nha, volume như thế nào thì nó sẽ có ba loại, một là lớn, hai là bé, ba là trung bình. Từ ba cái thằng này mình sẽ nhận định được là volume lớn thì tỷ lệ mày tăng tiếp tục sẽ cao. Volume trung bình thì phân vân. Còn volume bé thì thôi, nghỉ khỏe. Ok chưa? Đấy, anh em trả lời như thế thôi. Bởi vì từ cái một, từ cái thằng này anh em có thể suy ra được là mình nên đi, mình nên đánh như thế nào. Được chưa? Đấy, volume lớn. Ok chưa? Volume lớn thể hiện phe mua đang áp đảo hoàn toàn. Anh em nghe mình chỉ này. Anh em nghe mình chỉ để lần sau mà có gặp á thì anh em biết, anh em hiểu nghe nha. Như bản thân mình đọc này, volume hiện tại lớn, phe mua đang áp đảo hoàn toàn, nến đóng trên đường MA34 và 89 cho xu hướng tăng. Ok chưa?
Vậy suy ra mình sẽ tìm điểm long. Vậy mình sẽ tìm điểm long tại những vị trí nào? Đầu tiên sẽ là hai đường MA này, nó sẽ dùng làm kháng cự và hỗ trợ động cho mình. Bài kháng cự và hỗ trợ động bằng đường MA mình đã dạy anh em rồi, anh em nào chưa coi và chưa học vui lòng học lại. Ok chưa? Mình sẽ xem xét và long tại những cái vị trí này, đó là tương ứng với đường MA34 và MA89, được chưa? Còn cái trường hợp nó về nó test hay không á, đó là nằm ở một cái vấn đề khác nữa, mình chỉ học ngưng chỗ này thôi, học thêm nữa là anh em mất, các anh em lộn, anh em không nhớ hết. Đấy, anh em phân tích được không? Dễ không? Chỉ cần phân tích đơn giản vậy thôi, đừng có phân tích cao siêu. Một là volume lớn hay là volume như thế nào. Hai, từ cái bước một mình sẽ khẳng định là mình nên đi theo phương án nào, đánh hay là theo dõi thêm, đánh hay là đi volume bé. Được chưa? Tức là mình sẽ từ 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 những cái bài volume như thế đơn giản như thế này thôi, thì nó có thể cân nhắc để đưa ra quyết định là mình nên đi lệnh đó đều tiền hay là đi lệnh đó vừa tiền hay là đi lệnh đó ít tiền. Ok không? Hiểu vấn đề không anh em? Đừng có, anh em đừng nghĩ đơn giản là cái volume này nó phế nha, nó không có tác dụng nha. Ông nào mà nghe mấy idol KOL TikTok bảo không có tác dụng là mấy ông hơi sai á. Đó, từ cái cục volume đó giúp anh em định hình được là ta nên đi theo phe nào, volume mạnh thì mình nên đi volume như thế nào, volume sida thì mình nên đi volume như thế nào, còn volume của bắp nữa thì thôi mình nghỉ khỏe, mình ngồi mình chơi luôn. Ok chưa? Nó giống như ngày hôm nay là thị trường sẽ quay này, mình có dặn anh em khi thị trường sẽ quay anh em trade rất là dễ bị stop loss, vui lòng đi volume vừa phải hoặc bé để giảm thiểu tài sản, lỡ trường hợp có bị stop loss thì mình cũng nằm trong phạm vi cho phép. Có dặn anh em qua đó không? Có dặn anh em qua đó đúng không? Vậy anh em phải biết là, ủa anh em phải đặt câu hỏi nè, làm sao mà anh Châu ổng biết được là ngày hôm nay thị trường sẽ quay mà ảnh dặn anh em mà đi volume như thế ta? Anh em có đặt câu hỏi không? Đặt câu hỏi đó bao giờ không? Đúng không? Anh em có đặt câu hỏi đó bao giờ không? Tại sao là ngày hôm nay là ảnh lại dặn mình đi như thế? Mà tại sao những ngày thông thường ảnh không dặn? Có ông nào đặt câu hỏi không? Làm gì có. Mấy ông chỉ là cái gì? Mấy ông chỉ có cái vấn đề là anh nơi có kèo hay không để em vào. Làm gì có ông nào có mang cái suy nghĩ là ủa là tại sao ngày hôm nay ảnh lại dặn mình đi volume như thế ta? Mà sao ngày hôm qua lại ảnh không dặn ta? Có mà sợ. Có sắp có rồi á, có cho mấy ông. Tâm lý của mấy ông tôi biết thừa, bởi vì tôi đã từng từng ở cái giai đoạn như anh em rồi, nên là mình biết, nên là anh em đừng có đừng có nghĩ là mình không biết, hiểu chưa? Làm gì có, đúng không? Đúng, nó đúng trọng tâm của mấy ông không, đúng không? Cơ bản là mình hỏi lại cho anh em để anh em, để anh em phải phải tại vì có một, anh em phải hiểu rằng có một số bạn á, có một số bạn á, anh em biết sao không, là có một số bạn người ta rất là mong muốn học hỏi nhưng mà đôi khi người ta không muốn hỏi, không 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 biết nên hỏi cái gì, thì mình sẽ gợi ý những cái câu hỏi đó để lần sau lỡ mà anh em, tại vì sao đôi khi có những anh em người ta đâu có hợp với mình đâu, đúng không? Thì lỡ mà anh em có đi hỏi qua nhóm khác hỏi á, thì anh em thắc mắc là ủa tại sao ông nội thị trường đau mà ổng lại cho long ta, đúng không? Tại sao mình, anh em phải đặt câu hỏi chứ, tại sao thị trường đang giảm mà ông nội em cho long ta? Giống như đêm hôm qua lúc 9:30 tôi cho anh em long BC tại giá 1.95.193 SL 1.9300, thì anh em, tại anh em phải đặt câu hỏi là ủa hôm bữa mình nhớ là ổng dạy mình là gì, giá nằm dưới đường MA34 và 89 là xu hướng giảm, thì hiện tại tôi nhìn vào con BC tôi thấy là ở khung H1 H4 này đang nằm dưới 34 này, M15 cũng nằm dưới 34 này,
đúng không? M5 cũng nằm dưới MA34 và 89 này, mà tại sao ông cho Long ở chỗ này ta, đúng không? Anh em có đặt câu hỏi cái kèo đêm qua mình cho anh em không? Ô, ngày hôm trước mình nhớ là ông dậy là nằm dưới 34 và 89 là xu hướng giảm mà, tại sao chỗ này là ông lại cho Long cái entry BC như thế này, đúng chưa? Đúng không? Anh em có phải hiểu rằng giữa lý thuyết và thực hành nó khác nhau hoàn toàn. Lý thuyết và thực hành khác nhau hoàn toàn nha. Để tôi tìm lại đó, thấy không, đơn giản vậy thôi đó. Từ cái thực từ những cái đoạn như thế này nè là anh em có thể khoan được, là mình biết là một là giá tăng, volume tăng, volume mua tăng, volume lớn, ok mình sẽ đánh lòng ưu tiên chỉnh xuống múc lên. Mà chỉnh về đâu? Chỉnh về các đường MA. MA là gì? MA là gì ta? Bài học cũ đâu ta? MA là kháng cự và hỗ trợ động. Đối với trường hợp này nó là hỗ trợ động nè, đúng không? Tôi chờ nó chỉnh về cái khu vực này, tôi múc lên thuận theo cái bài volume tôi học, ok chưa? Nó sẽ có một vài một 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 đôi khi nó sẽ có một vài trường hợp nó sẽ bị fail, nhưng mà mình nhắc lại anh em nha, nó chỉ fail khoảng 20 đến 30% thôi, bởi vì mình đã áp dụng và mình thấy là nó nằm ở khoảng 23% thôi. Chứ ví dụ như cái đoạn trường hợp này nè, nó fail này đó, chứ không phải là lúc nào nó cũng thắng nha, được chưa? Đó, anh em chỉ cần học cái tip đơn giản này thôi. Một là volume mua lớn, tôi đánh lòng ưu tiên đánh lòng. Hai, volume xả lớn, ưu tiên tôi đánh sọt, thế thôi. Bắt buộc phải đóng nến để anh em mới khẳng định được nha, bắt buộc giá phải đóng cửa nha. Đối với những cái nến này nó đóng cửa nó mới biết được là volume này nó chiếm ưu thế nè, chứ không phải giá chưa đóng nến mấy ông kêu là anh ơi sọt anh ơi. Mình hỏi ngược lại, ủa giá đóng nến chưa? Chưa anh ơi, chưa đóng nến sao mày dám khẳng định là nó là sọt, là nó rút chân lên sao, là nó đóng nến xanh là sao nè. Nha, nhớ một điều nha, phải đóng nến, ok chưa? Anh em chỉ cần áp dụng cái tip đơn giản này thôi, volume mua lớn, volume xả lớn, từ cái đó anh em đưa ra quyết định là mình nên đánh theo thằng nào, đánh lên hoặc là đánh xuống, còn bắt entry như thế nào thì nó sẽ lại nằm ở một ở bài khác nữa nha. Bắt entry như thế nào nó lại nằm ở một bài bài khác, được chưa? Chứ không phải là volume là như này là xong. Volume mình dạy anh em ngày hôm nay là lý thuyết giúp anh em định hướng được là hiện tại khung H1, H4 là đóng nến xanh hay là đóng nến đỏ, cột volume nó to hay là nó bé hay là nó trung bình, để từ đó anh em dựa vào những cái đó để đưa ra quyết định là lệnh này tôi nên đi đều volume hay tôi đi bé volume. Mục đích là gì? Một, giúp anh em tỷ lệ thắng cao. Hai, giúp anh em quản lý vốn được trong mọi tình huống, ok chưa? Đó, chỉ cần áp dụng tiếp đơn giản thôi. Còn cái bài lý thuyết đao, còn cái bài mà mình kêu anh em dạy học cái bài này để kết hợp với những cái bài mà mình báo anh em trên channel á, kháng cự và hỗ trợ ngang, lý thuyết đao MA34 và 89, nến rút chân và nến rút râu, được chưa? Thì khi mà anh em áp dụng những cái này vào kết hợp với bài volume thì nó sẽ giúp anh em chiến thắng với tỷ lệ thắng cao. Tuyệt đối 100% thì không có đâu, chiến thắng ở tỷ lệ thắng cao thôi, ok chưa? Thấy không, mình bây giờ mình làm ví dụ đơn giản cho anh em dễ dễ hình dung nè. Đầu tiên như cái thằng này, quay lại cái chỗ sọt ở đây, ok. Đầu tiên tôi thấy cây nến này BC đóng nến dưới MA34 và MA89, volume xả lúc này tăng vượt trội. Theo lý thuyết giá nằm dưới MA34 và MA89 cho xu hướng giảm, được chưa? Có phải là tôi đang áp dụng bài gì kháng cự và hỗ trợ động không, đúng không anh em? Có phải hiện tại tôi đang áp dụng bài kháng cự và hỗ trợ động không, là bài MA đúng chưa? Không biết anh em còn nhớ không nữa, chắc gì đã nhớ tương tác thêm tương tác thôi anh em, nhớ không? Nhớ không? Đó, thấy không, bây giờ ngay cái cả vấn đề mà mình hỏi anh em là kháng cự hỗ trợ động mà anh em còn không không hiểu, không tương tác, không thèm nói gì, thì chứng tỏ là anh em đâu có thuộc bài đâu,
mà anh em đã khẳng định là anh em lơ mơ ở cái thị trường này thì anh em xác định mất tiền còn mất tiền dài dài, tôi nói thật. Nên là anh em cứ từ từ tận hưởng cái cảm giác mất tiền đây. Ngày xưa mình cũng như anh em vậy á, đó là lười thì đừng mơ giỏi. Mình đã không thông minh thì mình phải cần cù bù thông minh, còn mình đã không thông minh mà mình còn lười biếng nữa thì cái kết như thế nào thì anh em cũng phải tự hiểu rồi, nghe chưa. Mình là một người truyền truyền kiến thức cho tất cả mọi người mà mình không lấy 1.000 nào. Còn cái việc anh em học hay không học đó là ý thức của mỗi người, học thì tốt cho anh em thêm, còn không học thì kệ anh em, mất tiền anh em chứ đâu mất tiền tôi đâu, đúng không? Ok chưa? Đấy, như bản thân là mình mà đây mình phân tích cái kèo này cho anh em luôn nè, mình phân tích cho anh em luôn, mình áp dụng bài volume như thế nào nè, đúng không? Có phải đầu tiên á, là tôi áp dụng là phải đầu tiên tôi áp dụng vào xu hướng không? Tôi áp dụng tôi xác định được xu hướng không, đúng không? Cây nến này đóng dưới đường EMA 34, EMA 39 mà lý thuyết anh em học rồi, xu hướng gì? Giảm, ok chưa? Thứ hai là tôi vừa học bài volume, tôi thấy volume xả tăng, volume xả tăng cực kỳ lớn như thế này thì tôi biết là xu hướng giảm, tiếp tục là xu hướng giảm. Mấy ông đừng có inbox tôi block nha, tôi đang dạy mà họ hỏi cái gì. Yeah. Tôi chỉ ôn lại những cái kiến thức mà tôi đã dạy cho anh em nha, còn những cái kiến thức nào mà tôi chưa dạy tôi không nói nha. Đầu tiên tôi dạy anh em là kiến thức là kháng cự và hỗ trợ bằng EMA, đúng không? Một là cây nến này đóng cửa nằm dưới 34 và 89, xu hướng giảm. Hai, volume xả tại thời điểm này tăng mạnh, thể hiện bằng một volume xả rất là lớn, thể hiện từ hai ông nội này và ông nội này kết hợp lại với nhau, xu hướng giảm, giảm mạnh luôn á, đúng không? Tôi suy ra trong đầu tôi là gì? Ưu tiên đánh sọt, đúng chưa? Có phải là hai bài mà tôi vừa hồi tôi đã dạy anh em không? Bài 1 là EMA 34 và 89, bài 2 là volume, ok chưa? Đó không? Đó, chỉ cần hai cái yếu tố đó thôi là tôi biết là tôi nên đánh phe nào rồi đó. Còn bài 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 thứ ba là bài đi tìm entry và đi tìm SL, đi tìm entry và tôi tìm SL, đúng không? Anh em có thấy hai bài đó là mình đã học rồi không? Bài 1 là bài EMA 34 và 89, bài 2 là bài volume mình mới vừa học. Tôi chỉ cần kết hợp hai bài đó thôi là tôi biết được là xu hướng của ông nội BTC này là xu hướng gì và nên đánh sọt hay là nên đánh lọc. Hiểu không anh em? Hiểu anh em? Alo alo alo. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Anh em hiểu hay không hiểu cũng phải tương tác để cho mình biết. Ví dụ như nhiều anh em hiểu thì ok, còn anh em nào không hiểu thì kêu em không hiểu anh giảng lại cho em. Còn những ông mà nghe mà hiểu cũng không nói mà không hiểu cũng không nói thì mấy ông đó thì dạng cao thủ rồi. Nghe vậy nó dạng cao thủ rồi, nên là mình không không nói. Anh em hiểu thì không mình hiểu, còn anh em không hiểu thì anh em không mình là không hiểu để mình có thể chỉ lại cho anh em, đúng không? Có mất mát cái gì đâu, có mất ngàn nào đâu. Thật tôi dạy mấy ông free mà mấy ông không thèm học thì mấy ông bỏ tiền với mấy ông vô lớp học idol TikTok mấy ông học 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 cho đóng tiền cho cố vô, xong học ra cuối cùng chả được gì, xong quay lại bóc phốt người ta free đi mà mấy ông còn không hiểu nữa. Mấy ông đóng tiền đi học mấy ông, xong mấy ông hiểu mấy ông học những cái cao siêu lắm. Tôi dạy mấy ông free xong mà tôi cố gắng tôi dùng từ ngữ thuần Việt để giải thích cho anh em dễ hiểu, còn vô học khó 3.000 đô 4.000 đô đồ là nó phải dạy từ ngữ chuyên môn, mà từ ngữ chuyên môn thì anh em hiểu rồi đó.
Có người hiểu, có người không hiểu, nhưng mà tỷ lệ người không hiểu rất là nhiều so với những người hiểu, đúng không? Tỷ lệ mà anh em học từng cái chuyên môn hiểu rất là thấp so với những anh em mà học học ngoại ấy. Phải 84, 85 Ninh Đụng, Kinh Thủng ơi. Nên là anh em chỉ cần áp dụng cái tiếp đơn giản như thế này thôi, đó là gì, dựa vào những cục volume lớn như thế này nè, phải lớn nha, còn những cái cục volume mà vừa như thế này thì thôi bỏ qua đi, được chưa? Cục volume lớn như thế này thì anh em dễ dàng nhận ra được là đây là xu hướng giảm, mình nên ưu tiên là đánh sọt thế thôi. Như cái đoạn này nó là gãy hỗ trợ luôn nè, nó cũng gãy hỗ trợ này, cái chỗ này cũng có một cái hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ chéo, nhưng mà hỗ trợ ngang à, để không chờ chéo chứ không phải không chờ ngang, nên là hỗ trợ chéo mình chưa dạy anh em nên mình không dám đưa vào, hiểu không? Đây là hỗ trợ chéo, đây là kênh giá này, mình chưa dạy anh em cái này nên là mình không dám đưa vào, để anh em, tại vì mình đang áp dụng những cái gì mình đã dạy cho anh em rồi thì mình mới nói. Còn như cái đoạn này này, nếu mà thực ra là gãy hỗ trợ, là gãy hỗ trợ ngang ngay chỗ này nè, đây là gãy hỗ trợ ngang nè, đó đó gãy hỗ trợ ngang đó, nhưng mà có nhiều anh em sẽ không nhận ra được đâu. Nên là mình lấy đơn giản nhất là gì, giá đóng cửa dưới 34 và 89 này, volume xả tăng này, ưu tiên đánh sell xuống này, hồi đánh sell xuống này, còn tìm NTXL thì lúc này mình vào những khung bé hơn mình tìm. Đôi khi anh em mà nhìn NTXL ở khung lớn thì anh em sao mà nhận ra được đó, như cái độ này thấy không, nó xả như thế này thì anh em mong muốn là chờ về đây, đúng không? Anh em mong muốn chờ về chỗ này để anh em ra đánh, anh em mong muốn là chờ về chỗ này, anh em mong muốn là chờ về chỗ này để anh em đánh để có NTDFS ngắn, đúng không? Tuy nhiên nó không có lên thì làm sao mà nó với một lực xả volume xả mạnh như thế này thì làm sao mà nó lên được, được chưa? Đôi bảo vậy là ngày hôm đó là mình có kêu anh em short on market luôn đó, bởi vì volume xả mạnh như thế này rất khó để mà nó về được cái chỗ này, khó lắm, trừ khi mà nó đi xuống như thế này hết nè, đúng không? Sau đó đường EMA nó sẽ kéo xuống thì may ra nó mới hồi lên được, thì khi đó là volume bắt đầu nó xả yếu dần rồi, thấy không? Anh em nhìn thấy không, volume lúc này nó xả yếu mạnh yếu dần rồi, thì khi mà volume xả cực kỳ mạnh như thế này thông thường là mình short luôn. Ví dụ nếu anh em sợ sợ mà ít là xa thì anh em thả một lệnh ít 15 ít 20, thả luôn một lệnh thôi, lên tới cái entry kỳ vọng anh em thả một lệnh nữa. Ví dụ như bản thân mình, đúng không, sập như thế này, đúng không, nó sẽ có nhú một cái đoạn này chỗ 217 này, mình sẽ chọn một lệnh ít 20 chỗ này, trường hợp nó sẽ lên, nó lên tới cái điểm kỳ vọng của mình nó là gì, ngay đường EMA 34 và 89 thì mình thả thêm một lệnh nữa là hai lệnh, xong mình gãy XL thẳng trên đường EMA 34 và 89 luôn, xong để cho market nó chạy. Ok chưa anh em? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Mình nói lại chỗ đó cho anh em hiểu, hiểu anh em có hiểu không? Hiểu thì thôi nha. Chứ còn không hiểu thì kệ anh em thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ hiểu thì kệ, hiểu thì ok, còn không hiểu thì kệ anh em thôi chứ biết sao giờ, không hiểu thì coi recall lại thôi. Đó, nên anh em mình chỉ cần áp dụng một cái tiếp đơn giản thôi. Tại vì anh em phải cần dựa vào volume, nếu mà nó xả mạnh thế này anh em kỳ vọng mà nó hồi lên cái chỗ này nè, chỗ hai cái đường EMA này khó lắm, bởi vì nó xả quá mạnh, nó xả cực kỳ mạnh thì làm sao mà nó hồi nó được, nên anh em sợ anh em đừng có đánh ít to, thả một lệnh ít 20 thôi. Ok tôi vô một lệnh ít 20 lên ngay cái vị trí tôi kỳ vọng, đó là vị trí EMA 34 và 89, tôi vào thêm một lệnh nữa là hai lệnh. Đặc biệt anh em lưu ý vấn đề là phải chờ đóng nến nha, ví dụ như đóng nến H1 như thế này, đóng nến H1 như thế này, hoặc là đóng đến M15, M30 gì đó, thì khi mà anh em xác nhận là phe mua hoặc là phe bán đã hình thành được xu hướng rõ ràng thì anh em chơi, chứ còn mà khi mà nó chưa đóng đến anh em lẹn quẹn vô là anh em ổn đấy, được chưa? Nhớ cái vấn đề này nha, nó phải đóng đến nha, còn không đóng đến anh em vô là con thận còn cái địch ạ. Nói chung là anh em phải luyện, ví dụ như anh em cảm thấy là tôi chưa được thành thạo ở cái vấn đề volume này lắm thì đôi khi anh em nhìn trên market đó, anh em thấy những cái đoạn như thế này anh em chụp hình lại rồi khoanh tròn lại, sau đó sau lên group chat tắt tên mình vào hỏi là anh ơi hiện tại thị trường nó đi như thế này thì em đánh lầm được không anh, em tính vào một lệnh nhỏ là ít 15 trước rồi em xuống cái chỗ điểm kỳ vọng như anh chỉ là cái chỗ em mà em vào thêm một lệnh nữa
ấy, các bạn chụp lên các bạn gửi lên, thì khi đó khi mà các bạn chịu khó làm như thế thì các bạn sẽ nhanh lên tay. Còn các bạn lười, các bạn ngu dốt thì mắc kẹt thì các bạn, và chính bản thân mình là người ăn tiền của các bạn nha. Thật, tôi nói thật, chính mắc kẹt là người ăn tiền của các bạn và chính bản thân mình cũng là người ăn tiền của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì anh em đánh 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 ngược mình mà. Ok chưa? Mình chỉ nói sự thật thôi à, sự thật mà luôn luôn mất lòng. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có kiến thức, người ta giỏi thì người ta ăn tiền những người dở thôi. Đúng rồi, mình up, các bạn có thể up group chat này nè, hoặc up gì đó. Mình sửa cho mấy ông có tư duy đó là dấu dốt. Chữ dốt thì nặng mấy ông quá, chữ ngu cũng nặng mấy ông quá, nhưng mà đôi khi mình phải chửi. Bởi vì chửi mà anh em có thể tự ái, mà anh em có thể nhận ra được những cái sai lầm của anh em, mà từ đó anh em khắc phục được, anh em có thể giúp anh em tiến bộ lên từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày, thì rất là tốt cho anh em, đúng không? Thì tại sao mình học có bắt ngàn nào đâu, trong khi mấy ông bỏ ra 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô, mấy ông học các idol TikTok, xong mấy ông vô mấy ông học từ cửa chuyên môn không, chả hiểu mẹ gì hết, xong bây giờ mấy ông cháy hết mấy ngàn nữa, tổng lại mấy ông cháy mấy chục ngàn, xong mấy ông inbox tôi, mấy ông kêu anh ơi em học khó này thế kia rồi em hiểu mẹ gì hết, kệ mấy ông cho nó tù chí. Đúng không? Mấy ông tự học, mấy ông đã dốt rồi mà còn mấy ông không lười nữa thì tôi thua. Đó như con XRP này, nhưng mà đặc thù anh em chỉ đánh đặc thù một vài con thôi, chẳng hạn như BC rồi các kiểu thôi, đừng có đánh những cái con lung tung lung xà bèn lắm. Chẳng hạn như con XRP và con LS, hai con chạy mất rất là mất dạy, mặc dù volume rất là thỏa mãn điều kiện nhưng mà nó rất là mất dạy. Chạy cực kỳ mất dạy luôn. Nên là né những con như thế ra, chứ không phải con nào cũng cũng đúng đâu nha. Đó, thiệt ra là đó, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Volume anh em chỉ cần nắm rõ cái tip đơn giản là thôi, là anh em có thể lụm tiền rồi. Kết hợp những cái bài mà tôi đã chỉ nữa là anh em lụm tiền rồi. Còn cái vấn đề chuyên môn sâu xa hơn về phần volume á, thì mình xin phép mình không chia sẻ. Để mất công là lại có thêm mấy khóa lùa gà capital. Cách chọn con đánh, thật ra là mình đánh đơn giản thôi, là mình đánh BC là con chủ đạo. Chắc chắn trong cái list score của mình phải có B. Tại sao anh em thấy hàng ngày mình lên cái plan BC cho anh em hàng ngày, cái đầu ngày á, là vì sao? Nó là con trùm, mà mình không phân tích được con trùm thì tất nhiên những con nó sẽ bị ẩn theo. Nên lúc nào anh em đi tất cả các group cộng đồng Việt Nam, riêng Việt Nam luôn nha, tất cả các cộng đồng của Việt Nam hiện tại không có group nào cho plan BC hàng ngày như group HC. Mấy ông tin, mấy ông đi coi em, tôi là người đầu tiên đưa ra cái plan BC hàng ngày nha, chả có group nào đưa ra plan BC hàng ngày cho mấy ông đánh đâu. Thật, tất cả các cộng đồng tại Việt Nam không có group nào đưa ra cái plan BC hàng ngày mà có tỷ lệ thắng cao như HC nha. Thắng cao tuyệt đối thì không có đâu, chắc chắn sẽ có fail, thắng cao thôi. Còn 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 đúng sự thật hay là không sự thật thì những người mà đã follow mình từ cách đây 3 4 năm trước thì anh em tự đánh giá nha. Ngày xưa mình xem public, ngày xưa mình xem plan BC bằng cả public nữa, nhưng mà ngồi đó toàn thành phần này nọ nên là mình không xe nữa. Bữa nay mình xe thẳng cho ra việc cho anh em, ngày nào cũng có plan đó, đó. Anh em đi tất cả các cộng đồng đây coi thử có plan BC hàng ngày cho anh em đánh không, làm gì có. Còn cái voi mà đánh đánh trực, cái voi mà đánh thực chiến hàng ngày với anh em á, đợt mà năm ngoái dịch á, đợt năm ngoái dịch á, mình cũng là người đầu tiên đánh voi trực tiếp cùng với lại anh em mà hàng ngày vào lúc 2 giờ chiều. Anh em vào tất cả các cộng đồng của Việt Nam coi thử có group nào làm được như vậy không. Đợt mà còn Luna còn lít còn 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 ở môn á, ở môn á, đúng không? Con đợt con Luna còn ở môn á, đợt đó là đợt dịch và mình ngày nào mình cũng online, mình đánh voi trực tiếp với anh em cả, đúng không? Anh em có thử coi hết tất cả các cộng đồng của Việt Nam coi thử có group nào làm được như mình không, bản thân mình thôi nha, coi thử con nào có làm như mình không. Mình đi có dù mình có bận cỡ nào, mình có đi đâu hay là làm công việc hay là mình đi du lịch hay bị chơi vậy,
nhưng mà luôn luôn mình phải có cái plan BC cho tất cả các anh em, bởi vì cái BC là cái ông quan trọng nhất. Ví dụ như mình bận quá mình không làm gì, nhưng mà mình vẫn phải lên cho anh em cái BC, bởi vì con BC là cái con giúp anh em xác định được xu hướng là ngày hôm đó anh em nên đánh cái gì. Ví dụ BC nó tăng thì tất nhiên anh em đánh anh coi anh em phải đánh lâm theo con BC rồi, đúng không? Mà mình không lên plan BC cho anh em thì anh em thứ nhất là anh em không không biết được cái vùng cản. Ví dụ như BC cản là 20.000, tự nhiên con BC đang nằm ở cái vùng cản, mấy ông bay vô mấy ông lâm, có khi mà BC nó chỉnh 200 giá, tất nhiên con anh coi nó sẽ chỉnh theo, xong rồi mấy ông đánh đòn bẩy lớn cháy, đúng không? Đó, không tin thì mấy ông kiểm chứng thử là ai có group nào mà lên cái plan BC hàng ngày như tôi không, có group nào mà đánh voi trực tiếp như tôi không. Đâu, voi đợt này hơi hơi căng bởi vì sóng xe quay nó rất là nhiều, mà xe quay anh em online, anh em mình online đánh cũng khó lắm. Để bữa nào mà có sóng mạnh á, ví dụ như ví dụ như là bão bão tố phong ba hay là niêu đồ các kiểu á, thì mới ra. Nên là cái BC là cái đầu ngày luôn luôn mình phải cho anh em, mình có bận cỡ nào thì mình cũng phải cho anh em con BC, anh em dựa vào đó anh em đánh, đánh lâu là nó xuống rồi đó. Anh em dành cho anh em 15 20 phút để anh em hỏi hỏi đi, xong bài volume rồi đó, chỉ cần áp dụng tiếp đơn giản vậy thôi, kết hợp với những cái bài mình dạy anh em á là anh em có thể múc rồi, còn phải áp dụng nhiều này, thấy không? Volume xả, volume mua vừa phải nè, à, bắt đầu nó nằm nó sẽ đi xe quay nè, thấy không? Này hỗ trợ gần nhất nè, 19.500 nè, đây hỗ trợ gần nhất nè, gãy chỗ này thì hơi mệt á, gãy chỗ này nó sẽ đi như thế này đó, còn nó phá được qua chỗ 20.100 thì nó ngon đó. Anh em hỏi đây, mình chỉ dành một số thời gian cho anh em hỏi rồi mình đi ăn chưa, ăn tối đây. Luna đánh theo sếp đúng rồi, thời đó mà đánh nhiều mà anh em, thời đó anh em biết mà, mình phô trương làm gì, mình chả thích phô trương bao giờ. Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp thôi, nhiều new nhưng mà hiện tại BC đang 6, để mình xách thử con Ada thôi nha nè, nhiều new mà chọn là Ada nè, Ada đang đẹp nè, Ada này chỉnh xuống múc lên thôi. Ồ, Ada sáng giờ nằm ngay MA luôn, ngon thế à. Sáng giờ mình không để ý con này, sáng giờ mà để ý con này là mình cho lông ngay đây nè, SL dưới đây tí thôi, cái chân cái nến này nè, cái chân cái nến nội này nè đó, xé mà lông cái này ngon rồi. Ôi giời ơi, nhưng mà volume SIDA lắm, volume con Ada này nằm ngay H4 rồi, nằm cản rồi, phải chờ con ông nội là đóng đến cho H4 này thì xu hướng mới được rõ ràng. Hiện tại ông nội Ada này vẫn chưa đóng đến H4 trên 34 và 89 đâu. H1 thì đúng là nó đang gặp cản nè, cản nè, volume cũng bình thường nhưng mà xu hướng này xu hướng tăng ngắn hạn thì xu hướng hồi á, tăng hồi á, cản hiện tại đang gặp cản này. Đó, mình muốn anh em muốn an toàn thì chờ nó đóng đến thẳng trên đây luôn, rồi khi đó mình mới vào tìm nó vào, còn anh em nào muốn lướt ngắn thì cái chỉnh xuống EMA là long lên SL nè, SL dưới đây đó, chỉnh xuống mút lên mà SL nè 4728 đó, ADA đó. Ok chưa? Để coi thử có phân kỳ phân kiểu gì không? Này, ta đang phân kỳ đỉnh mà 15 chờ chỉnh về còn 47 nè. 47 múc lên SL này 4728 nha. Xưa có đấy, hay đánh chiều đánh trâu mà nhiều chiều bận là thôi, đúng rồi. Mình đánh đánh limit, mình đánh scalping thì đánh mặt kép, còn đánh limit là đánh kèo H14. Volume đánh khung H1 cho lên H1 M15 M5 gì cũng được. Nói chung là anh em chưa quen thì tốt nhất là nên khung sử dụng khung lớn. Ví dụ khung M15 30 trở lên nha. Nên sử dụng những khung lớn, đừng sử dụng khung bé. Bởi vì khung bé mất công anh em chưa 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 đủ level để mà anh em có thể đánh. Nên là mình vẫn khuyến khích anh em đánh khung lớn hơn. Khi nào anh em giỏi thì anh em đánh khung khung ái.
Kèo Long BC cũng ăn được nữa nè anh em. Sáng cho Long 198, 196XL, 1960 này vẫn cũng ăn được được tí nè. ETH hả? ETH này cũng vậy, chừng nào gãy dưới 1.400 mới sợ. ETH hiện tại vẫn đang xe quay, vẫn nằm dưới EMA, cản nhiều lắm. Vẫn nằm trong entry long của mình mà, đang lời đó, đang lời nhẹ. Chưa có gì cả. Đánh new, qua đánh new tùy. Sợ mình bận, bận thì không đánh được. Có trường hợp cây volume to mà thân đến có chút xíu, còn cây volume nhỏ hơn mà thân đến to. Cái đó khi nào học tới bài nến đi rồi mình sẽ chỉ anh em nha. Cái trường hợp mà này bạn nói nè, nó phải áp dụng với nến nữa thì cái tỷ lệ nó mới cao. Mình chỉ dạy anh em hôm nay là chỉ là lý thuyết thôi và cái tiếp đơn giản thôi, còn còn để kết hợp giữa nến và volume nó lại là một bài bài nữa nha, nó là một bài học nữa nha, chứ không phải là volume như này chỉ là xong đâu. Bạn Xuân Minh nghĩ đó, bạn Xuân Minh nghĩ mà mày hỏi đúng đó. Hiện nay ngày hôm nay là mình chỉ sử dụng, mình chỉ cho anh em cái tiếp để áp dụng vô dễ thôi, chứ còn nó sẽ kết hợp nữa, nó kết hợp với lại nhiều cái yếu tố nữa, nhưng mà mình sẽ chỉ kết hợp volume với lại nến nha. Chắc chắn mình sẽ chỉ cái sự kết hợp giữa volume và nến, mục đích cũng là gì, nâng cái tỷ lệ chính xác cho anh em thôi. Bộ túc thì hiện tại là anh em nào mà vô bộ túc á, thì inbox cho Vinny nha. Thứ hai là bắt đầu lớp mới rồi đó, lớp cũ thì mình giữ lại được một số ông, còn một số ông vào cho có nên là suốt support hả? Support thì mình nghĩ là đoạn này anh em nên đánh theo cái hệ mà cặp BC á. Ngày hôm qua mình báo anh em premium mua con QLC với lại con ASD ăn được mà, một con 60%, một con 40%. EOS bay lên hả? EOS bay lên. EOS bay lên thì chỉnh lâm nè. Trời nó phá vùng xe quay nè, xe quay sáng giờ nó phá nè. Anh em nào mà tham gia bộ túc thì đó, inbox thằng Jenny đó, kèm mà up ái gà nè, chạm kẻ nè, volume sida. Nói chung là đoạn này mà muốn lâm con LS thì cùng lắm ăn được tí tẹo teo à, không nhiều. Mà mới dấp sắp vô các em à, lâm được nhưng mà SL hơi xa, lâm được mà SL hơi xa, SL tặng dưới đây lận một bốn mấy lận. Còn bác nào mà thích SL ngắn thì để lấy SL ngắn, thì lấy L dưới đây 1425. Con này đang chạm cản nhưng mà chưa sọt được, chạm cản nhưng mà chưa sọt được nha. Chỉnh về mấy cái đường EMA này, múc nè 1.44 nè, 1.2 này, SL với 1.424 nó lướt ngắn. Anh em nó sẽ chạy xe quay trong cái đoạn này nè, và nó sẽ lên test khoảng 1.48, 1.5 á, có khả năng sẽ lên test 1.48, 1.5 nha. Chỉnh long được nhưng mà volume hơi nhỏ, nhưng mà nên là anh em đi volume vừa vừa thôi. Trường hợp này là phách đúng không anh ơi? Trường hợp đó là phách đúng không anh ơi? Bạn coi không H4 hả? Đúng rồi, chính xác rồi đó. Nó có rất là nhiều trường hợp, nó không phải là nó sẽ nằm trong phần phần nãy mình nói là 20 đến 30% á. Nó sẽ có trường hợp khắc phục. Nó sẽ có trường hợp khắc phục. Tuy nhiên, những cái lệnh như thế mình chấp nhận mình lỗ, nhưng mà mình lỗ ít, đừng không phải không 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 phải lỗ nhiều. Đúng không? Lỗ ít nhưng mà không 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 nên để lỗ nhiều trong những cái trường hợp như thế. Và đôi khi mình bị dụ quá thì mình quay xe. Tại thời điểm mình cắt lỗ như thế thì mình quay xe luôn, đúng không? Cho em hỏi, nếu chúng ta sử dụng gì chứ báo quá thì có đang tỷ lệ chính xác hay không? Tùy, cái này mình không khẳng định nha. Có những người người ta sử dụng rất nhiều chỉ báo để tăng tỷ lệ thắng, có những người người ta sử dụng rất ít chỉ báo vẫn có tỷ lệ thắng cao. Bản thân mình, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình của mình sử dụng bao nhiêu công cụ đấy, thì anh em thử tự biết thôi. Còn tỷ lệ thắng của mình cao hay thấp thì anh em cũng biết mà, mình chỉ thắng vừa vừa đủ ăn thôi, vừa đủ xài thôi, không cần cao đâu, vừa đủ xài là được.
Ok chưa? Tự hỏi kèo, hỏi kiến thức không hỏi hỏi kèo làm gì mấy ông nói, rảnh quá. Lúc còn hỏi kiến thức tốt cho mình thì không hỏi, xong mà lúc cần hỏi kèo thì không hỏi. Rảnh rảnh quá, giờ nào việc đó. Scalping đánh sao cho ổn ship, áp dụng mấy bài đã học á. Thì bạn xác định khung, xác định xu hướng ở khung H1, H4 á. Rồi bạn đưa ra quyết định là đánh long hay đánh sọt. Ví dụ như H1, H4 cho xuống tăng thì bạn ưu tiên chỉnh về đường MA 34 và 89 của khung M5, M15 anh em long lên. Ưu tiên. Ngược lại sọt thì sao? Sọt thì nằm dưới 34, 89 ở khung H1, H4 thì vẫn là ưu tiên bắt ở khung 34 và 89 ở khung M5, M15. Đánh khung bé dành cho những người người ta có kinh nghiệm, còn anh em không có kinh nghiệm thì nên đánh khung M5 trở lên. Khung M5 trở lên nhé. Trước học trường nào á? Mình học trường đời, mình học trường đời chứ mình học trường nào bạn? Ngày xưa mình học trường đời đó. Thực ra là ngày xưa mình cũng rất là ngại chia sẻ như thế này cho anh em, tuy nhiên là người ta có câu là văn ôn võ luyện, văn ôn võ luyện, nên là mình nói chuyện với anh em nhiều á, với lại mình chia sẻ cho anh em nhiều, riết là nó quen thì nó thuần thục và nó lưu loát hơn, đúng không? Văn ôn võ luyện mà. Không có câu hỏi gì nữa thì mình off nha, xin phép off nha, mà đi ăn cái đã, đói bụng quá. Ngày hôm nay học sơ sơ vậy thôi. Anh em muốn mà học giỏi thì anh em phải chịu thực hành. Thực hành ví dụ như anh em không cần phải đánh đánh drill đâu, đánh demo cũng được. Anh em tìm ra được cái dấu hiệu để anh em vào lệnh, áp dụng vào bài học. Sau đó nếu anh em sợ sai thì anh em có thể ghi chép ra giấy thôi. Sau đó anh em quăng lên trên channel này, quăng lên trên group chat này hỏi mình là anh ơi có nên hay không? Ok chưa? Anh em mà đăng ký vào 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 bổ túc á thì đọc channel nha, nhưng xin đi mất up lên nè, có đầy đủ nè, anh em đọc channel nha, đừng có inbox mà không đọc channel, anh em đọc channel ơi, rồi thứ hai vào. Ok chưa? Đường MA và kháng cự nó xa nhau thì có nghĩa là gì? Bạn hỏi mình không hiểu câu hỏi, mình không hiểu. MA và kháng cự nó xa nhau có nghĩa là gì? Bạn hỏi câu hỏi mà mình không hiểu cái gì luôn, là mình xin phép không trả lời cái câu hỏi này. Nếu không có câu hỏi gì nữa thì mình xin phép off đi ăn tối. Bye bye anh em nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Hẹn anh em tuần sau. Chúc là tuần nào cũng học mà lo gì. Bye bye.